Hello anh em. Xin chào anh em. Quay lại với channel Hoàng IT. Hôm nay trên tay của mình là cái hộp mực của máy photocopy Fuji Xerox S2011. Này là của công ty mình, dùng loại này. Đây. Hộp mực này mình đổ được 3 lần rồi. Ui, bệnh quá. Ok. Khi mà rút hộp mực, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách đổ mực cho hộp mực này. Easy lắm. Hộp mực này thật sự mình thấy nó rất là dễ. Mình chưa thấy hộp mực nào dễ như hộp mực này. Nếu như mà các bạn anh em thấy có hộp mực nào của loại máy photo nào mà còn dễ đổ hơn nữa thì anh em comment bên dưới nhé. Ok, nào bây giờ tiến hành. Ở đây khi mà mình rút hộp mực ra như thế này thì ở đây nó sẽ có đánh dấu. Em thấy không? Đấy. Đây là đánh dấu là phần này, phần đầu. Mình dựng. Ây da, hơi khó nha. Để mình chuyển cam lên đầu vậy. Ok, tiếp tục nào. Bây giờ là mình nãy mình nói đây, ở đây nó có đánh dấu nha. Đây nó có đánh dấu nè. Phần này phần khi mà mình rút ra này, để đít của hộp mực này. Trong nguyên cái máy thì mình sẽ rút ra như thế này. Ok, bây giờ mình sẽ phải mở nó ra. Các bạn chú ý khi mà muốn mở được cái nắp hộp mực này. Ở đây có 1.000, ở đây 1.000 và ở đây 1.000. Đây 1.000 tổng cộng là 4.000. Bạn phải nạy 4.000 này ra thì bạn mới mở được hộp mực ra. Và đây là cách nạy. Đây, bệnh hết tay hơn nè. Mực này nó độc nên mình cũng hạn chế lắm. Mình ít nào đổ mực. Ở công ty mình không những cái máy như 2009 với lại 6230 là mình không bao giờ đổ mực. Đó, các bạn nghe cạch cái chưa? Đây, hai cái em này mình đã cho lên rồi nè. Bây giờ sẽ tiếp rồi. Các bạn sử dụng một cái vít bé thôi. Dẹp dẹp nhé, càng dẹp càng tốt nhé. Mình dùng vít nhỏ lên cho nó dẹp nhất có thể nè. Bạn đẩy vào. Đẩy vào dưới bên dưới cái nắp này. Bạn nạy lên. Nhẹ thôi nhá, coi chừng gãy đấy. Gãy hỏng luôn, tốn. Hôm nọ mình hỏi là hộp mới là 800 nghìn đấy. Rồi các bạn đẩy nhẹ lên. Rồi. Nó ra này. Đây. Đây thưa các bạn. Đây là nắp của hộp mực. Hộp mực đã được mở ra hoàn toàn. Để mình lau đi cho nó sạch nhé. Đổ mực này thì dễ nhất, mình thấy hộp mực này đổ dễ nhất nên mình mới đổ, chứ còn mực này nó độc. Mấy mực này độc thì thường mình không đổ đâu. 2.96230 mình toàn mua mới. Tại vì giá mua mới sử dụng loại mà sử dụng một lần mà thì giá nó chỉ rơi vào tầm 110.000 đã bao gồm VAT. Đây cái loại Startling này. Đây, Startling này. Rồi, lau sạch sẽ rồi. Đẹp trai rồi. Đây, cái này cũng mình nạy rất là nhiều rồi. Đây là lần đổ thứ 3 rồi. Hộp mực này mình đổ là lần này lần thứ 3 rồi. Vẫn chạy bình thường, ngon lành. Rồi bây giờ đây là cái nắp. Các bạn sau khi bạn lấy ra thì nó sẽ được như thế này. Nắp này ở ngoài thôi, chả có gì đâu. Ok nào, bây giờ mình sẽ lại như này tiếp.
nhẹ nha các bạn nha, mực nó bung lên mệt lắm, nắp này thì hơi khó nạy nha. Đó, bạn nghe chưa, nghe cọc lên chưa, đây nắp nó ra nè, đấy easy chưa. Rồi mình để mình lau cho các bạn xem nhá. Bình thường mình cũng chả lau đâu, mình cứ đeo găng tay vào mình chiến thôi. Đấy, cái nắp này khi mà đổ mực xong thì các bạn đậy vào, các bạn chỉ việc đây nó cái phần thừa này ra này, nó sẽ nằm ở đây đúng không, các bạn chỉ việc để không đập nhẹ cái pep nghe cách cái xong hết ấy gì. Ok, bây giờ hộp mực mình đã tháo nắp xong hết rồi, bây giờ tiếp theo là đây hộp mực mới tinh, hiệu là to là mực này, photo này, Xerox X này, dùng cho được khá nhiều loại này, trọng lượng tịnh là 250g này, công nghệ Nhật Bản, đóng hộp tại Việt Nam này, đấy, nắp còn nguyên siêu này, xì. Công cụ đổ mực này rất là đơn giản nhé, các bạn chỉ cần có nhiều đôi móng, một cái vít bé, ngay cọ nếu như mà cần quét quét, và một cái nắp, một hộp mực mới và một cái nắp để đổ mực. Để đây tí nữa mình dọn. Ok, sau khi mở nắp ra, khui siêu ra, các bạn đẩy nắp này vào cho mình. Ừ, thì khi mà mình mua mực nắp này mình mua số lượng nhiều thì nó cho free mình ấy. Cho mấy cái. Đợt đấy mình được đổ mực màu, mình vứt bớt. Rồi bây giờ mình sẽ đổ mực, tiến hành đổ mực nha. Để mình chỉnh lại cam cho nghiêng nghiêng xa xa ra chứ ngồi vào hít vào ung thư thế mẹ. Trước khi đổ thì nên đập đập cho nó. Đập cho nó, mình sợ mực mà. Mực này đóng hộp Việt Nam nó bị bón cục. Ok nào, đổ nào. Nắp của lọ mực vừa khít, miệng của hộp mực. Đấy. Khâu này là khâu vệ sinh. Đấy, bây giờ là đổ xong rồi nè. Như này mình đổ xong rồi nè, mình để nắp này lại. Hết rồi. Còn chưa được full luôn các bạn. Gần đầy thôi. Còn khúc nữa mới đầy lên tới trên miệng. Nhưng mà thế được rồi. Giờ không lẽ khui hộp nó ra cho không khí nó vào, nó lại hỏng, nó mực nó. Không khí nó vào nó bị ẩm, bị bón cục, mực. Ta cứ đổ một hộp thôi, không cần đổ thêm. Ok, bây giờ như này là gần như là xong 98% rồi.
Ok, bây giờ bạn nhớ cho mình bước này nha. Tẩy nắp này ạ. Tẩy nắp này, bật nhanh thuốc. Đấy. Nó trào lên. Thì ta lại lau. Các bạn nên lau sạch sẽ nha. Tại vì khi mà để vào máy á, mà mình không lau sạch sẽ khi để vào máy dễ bị bẩn máy. Thôi nên lau sạch sẽ thôi. Mất tí thời gian chả sao, tay mình bệnh hết rồi, tí nó đi rửa. Trước mình không có đổ đâu, cứ công ty kêu đổ mực mình không đổ. Mình IT nhưng mà mình không phải thằng đổ mực, mình chuyên phần mềm thôi. Sau thì cái phần này mình thấy nó mỗi lần nó đổ nó vào nó giá công ty mình mấy trăm nghìn. Mình kêu mẹ hộp mực có 100.000 vào chém công ty mình mấy trăm nghìn, nên mình mới kêu thôi để mình đổi cho lau nắp nó cho sạch nè, lần tới mình dùng tiếp. Đấy, cắt đi. Chỗ này bệnh, lau chỗ này đi. Ok, bỏ qua một bên. Rồi, bước cuối cùng. Bước cuối cùng này. Đấy, các bạn nhấn vào nắp này nha. Đây nha. Phần này, các bạn nhìn thấy nha. Lắp sao cho vừa nè. Nhìn tem này. Tem này. Tem này. Vừa hít. Cắt. Xong. Clip đến đây là hết rồi. Nhanh gọn. Đổ tí xong, nhưng mà cái đoạn mà bắt đầu đổ mực vào cái hộp mực này nó ra mực chậm, lỗ bị bé quá. Ok, xin chào nha. Nếu các em thích clip thể loại IT như thế này thì hãy like và subscribe kênh của mình, và hãy comment bên dưới là các bạn có thích những clip thể loại IT như thế này không. Nếu như bạn thích thì mình sẽ làm nhiều hơn. Tại vì mình là IT của một cái khách sạn 4 sao thì công việc của mình cũng đa số về IT thôi. Thôi, xin chào anh em, bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em trong clip sau nha.